Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ đi tiếp Cô Dâu Hại Thần, tác giả Tịch Hạ, tập số 6. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Phủ Sơ Yến cứ đi theo cái bóng kia, đi mãi một lát vẫn chưa thấy tới chỗ ra ngoài. Cảnh vật xung quanh dường như không hề thay đổi. Vũ Sơ Yến đã bắt đầu nghi ngờ. Cô dừng lại quan sát. Cái bóng kia đi mà cứ như không đi. Nói thẳng ra, chính là cô đang ảo giác cái bóng đang đi. Vậy cô thì sao? Có phải cô cũng không hề bước đi hay không? Vũ Sơ Yến len lén nhìn xuống chân rồi bước đi. Đúng là như vậy. Cô chỉ toàn bước ở tại chỗ. Hiện tại cô chẳng dám ngước nhìn lên, bởi vì cô cảm thấy thực sự có vấn đề rồi. Cô chủ, một giọng nói vang lên bên tai. Cái giọng này nghe quen quá, là giọng của Lan. Nhưng Lan sao lại ở đây được? Cô chủ, sao vậy? Cô nghe như có ai đó đang thổi vào tai lạnh lạnh. Lúc này thực sự không thể không ngẩng mặt lên. Nhưng cô cũng không phải lần đầu gặp chuyện này, vì vậy đã chuẩn bị hết tất cả những chuyện có thể xảy ra. Nhưng không, là Lan bằng xương bằng thịt, không chút thương tích nào. Lan bật cười nhìn cô, nhưng sao nụ cười kia trông quái dị như vậy? Thấy cô sượng mặt đi, Lan ra vẻ hờn dỗi. Cô chủ, cô không cần em nữa sao? Sao có thể chứ, em là người thân của ta mà. Sơ Yến dù không biết tình hình, nhưng cũng cố vuốt ve Lan. Chỉ là dường như cô không thể giấu đi sự sợ hãi trên đôi mắt của mình. Lan đột nhiên gầm lên nói. Nói dối? Đám người nhà giàu các người toàn là nói dối cả. Ta không nói dối em, những gì ta nói đều là thật lòng. Cô còn chưa nói hết đã bị Lan đưa tay bóp lấy cổ. Đôi mắt của nó ánh lên tia lửa cháy phừng phừng, sau đó máu tràn ra khóe mắt ra bên ngoài. Cái miệng nó từ từ tạo thành một nụ cười, rồi khóe môi chậm rãi rách ra tới tận mang tai, để lộ những cái răng nhọn hoắt. Lan đẩy Vũ Sơ Yến ngã phịch xuống đất. Nó bắt đầu nhổ tóc trên đầu, rồi đan lại thành một cây gậy mà chĩa vào cô. Dối trá, ngươi đã bỏ mặc để bọn chúng giết ta, sau đó ngươi còn không trả thù cho ta, mà dám sống cuộc sống vui vẻ. Vũ Sơ Yến nhìn cái đầu lởm chởm lỗ của Lan, những chỗ Lan bứt tóc xuống giờ đang trĩ máu trông rất kinh dị. Cô nuốt khan một cái, trân trối nhìn cây gậy tóc mà nói. Lan à, tỉnh lại đi. Ta không bỏ mặc cho chúng giết em. Mẹ ta cũng đã chết rồi, mà chính bản thân ta cũng bị đâm một nhát. Ta hận, ta hận không thể tự tay giết chết cô ta để báo thù cho hai người. Vũ Sơ Yến càng nói càng hăng. Cô thật sự vẫn còn canh cánh trong lòng việc Lan và mẹ cô bị giết. Ngoài cô ra, có lẽ không có ai hiểu được nỗi phẫn uất lúc đó cô nhờ Lạc Trì Ngư giết Trang Vi, cảm giác bất lực và đau đớn tột cùng ấy. Ngay lúc này, Lan đột nhiên biến thành hình dạng ban đầu. Nó ngồi xổm xuống đỡ Vũ Sơ Yến, miếu máu nói. Cô chủ, em biết cô đối xử với em rất tốt. Cuộc đời này nếu như được chết thay cho cô, em đã mãn nguyện rồi. Sơ Yến nhớ đến bao lâu nay Lan luôn vì cô mà làm cái này cái kia, giờ lại phải chết oan ức vì cô nữa. Trước khi Lan chết, cô vẫn chưa kịp nói một lời từ biệt. Hiện tại có cơ hội phải nói lời từ biệt đàng hoàng. Cô đưa tay ra, chậm rãi ôm Lan vào lòng. Lúc đầu Lan đã vòng tay ôm cô, nhưng chỉ mấy giây sau, cô cảm thấy cái thứ ôm cô không còn là Lan nữa. Lan, tạm biệt. Vũ Sơ Yến nhắm chặt đôi mắt. Cô đang kêu gọi Hải Binh từ trong vòng ngọc, thì đột nhiên bản thân lại như đang rơi từ trên cao xuống.
Sư Yên. Lạc Trì Ngư với tay vào hư không trước mặt, rồi cũng choàng tỉnh dậy. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy Vũ Sư Yến rơi từ trên vách núi cao xuống, nhưng hắn không thể đỡ được cô. Người đâu? Lâu rồi. Lạc Trì Ngư ngồi bật dậy gọi người. Trong căn phòng của hắn bây giờ đang im lìm, không có một bóng người nào. Hắn lại gọi một lần nữa, vẫn không có ai hồi đáp. Hắn xuống giường đi xung quanh xem xét. Căn phòng hắn đang ở bây giờ có chút cảm giác không giống lắm. Đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng gọi hắn. Trì Ngư, con đang ở đâu? Giọng nói này. Lạc Trì Ngư quay lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là rơi nước mắt trong vô thức. Diệp Lam, mẹ của hắn, đang đứng trước cửa phòng, trên tay bưng một mâm đồ ăn. Diệp Lam mặc một bộ quần áo tơ lụa màu đỏ, tay đeo trang sức hình dáng vây thuần luồn. Dung mạo của bà rất nổi bật, xinh đẹp kiêu sa mà phúc hậu, thần thái vô cùng xuất chúng, ra dáng một hải mẫu lắm. Lạc Trì Ngư vui mừng đến độ muốn nhảy lên. Diệp Lam mất lúc hắn chỉ mới 5 tuổi. Hắn cả đời này nhớ nhung nhất chính là mẹ của hắn. Nhưng đột nhiên, hắn lùi về phía sau mấy bước. Diệp Lam thấy thế vội đi tới. Bà nói: Trì Ngư, con làm sao vậy? Mau qua đây ăn cháo đi. Bà không phải mẹ ta. Lạc Trì Ngư càng lùi bước. Hắn trong lòng cho dù vui mừng, nhưng ngoài mặt lại rất cảnh giới mà nói. Diệp Lam nở một nụ cười hiền hậu, nghiêng đầu nhìn Lạc Trì Ngư. Trì Ngư, con làm sao vậy? Ta chính là mẹ của con đây. Bà không phải. Mẹ của ta mất lâu rồi. Bà không phải là mẹ của ta. Lạc Trì Ngư lắc đầu chối bỏ. Hắn là thần, hắn không thể nào bị mê hoặc bởi những thứ này. Mẹ hắn đã mất rồi. Trên đời này không có thứ gì có thể khiến cho người ta chết đi sống lại được. Hắn quay sang, dùng ánh mắt đầy sát khí nói: Ma quỷ phương nào dám xâm nhập vào hạ giới, ta giết người. Diệp Lam vẫn không hề nao núng, vẫn bình tĩnh hệt như lúc bà còn sống. Cho đến lúc gậy xương cá trên tay Lạc Trì Ngư chỉa đến yết hầu, bà vẫn bình tĩnh vô hại như vậy. Lạc Trì Ngư thấy Diệp Lam không nhúc nhích, tức thì giật mình rút gậy về. Không biết mâm đồ ăn trên tay Diệp Lam đã đi đâu mất. Ngay lúc này bà chậm rãi đưa tay về phía Lạc Trì Ngư. Thấy hắn không còn hung hăng muốn đánh nhau, bà tới khẽ chạm vào má hắn. Trong đôi mắt của Diệp Lam ngay lúc này là đau xót vô cùng chân thật. Bà buồn bã: Con trai của mẹ sao lại biến thành nông nỗi này? Phải, Lạc Trì Ngư từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, mang trong mình nửa dòng máu hồ ly và hải tộc, tốt đẹp cao quý nhất. Nhưng vì sao hắn lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Tuy rằng không quá khó coi, nhưng hắn chỉ còn lại 1/10 của dáng vẻ ban đầu thôi. Lạc Trì Ngư hít sâu một hơi. Hắn dù ham muốn cảm giác được mẹ hắn yêu thương đến đâu, thì nỗi oán hận trong lòng cũng không thể xóa được. Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ trong chớp mắt đã che đậy hết bi thương vào bên trong. Bây giờ chỉ còn lại ánh mắt đầy nghi kỵ. Hắn lạnh lùng nói: Đúng vậy, chính tại vì bà đã khiến ta thành ra nông nỗi như thế này. Chính bởi vì bà nên ta phải mang hình dạng người người sợ hãi xa lánh như thế này. Ta hận bà. Ta hận bà. Lạc Trì Ngư gạt tay Diệp Lam ra, sau đó quay đi chỗ khác. Tay của Diệp Lam rơi vào hư không. Bà bật khóc, nghẹn ngào nói: Trì Ngư, mẹ xin lỗi con. Lạc Trì Ngư bước chân khựng lại. Khung cảnh của quá khứ hiện ra rõ mồn một trước mắt. Sau khi Diệp Lam bị phệ giả thú giết chết, Lạc Trì Ngư trốn trong góc phòng khóc rất nhiều ngày.
Không lâu sau đó, hải giới len lén truyền tai nhau về mối quan hệ của hải thần và vũ công tộc mẫu Kỷ Phương Cơ. Tin tức còn đang nóng hổi, hắn lại nhận thêm một tin sét đánh. Người phụ nữ đó mang thai. 3 năm sau, Kỷ Phương Cơ sinh ra một đứa con trai, là con của hải thần, em trai của hắn. Tuy rằng hải thần chưa từng thừa nhận đứa con đó, cũng không cưới Kỷ Phương Cơ về, nhưng lời đồn ác ý luôn là con dao hai lưỡi giết chết người ta. Kể từ lúc đó, cả hải giới đều xì xào bàn tán sau lưng Lạc Trị Ngư. Nói hắn đáng đời, có người mẹ là một nửa con người, nên chẳng có chút dị năng nào. Là hải mẫu mà lại dễ dàng bị người ta giết chết như vậy, để hắn bơ vơ không có mẹ bên cạnh chăm sóc. Sau này chỉ sợ địa vị của hắn ở hải giới sẽ không trụ được lâu. Kể từ lúc đó, Lạc Trị Ngư đã chịu không ít lời dèm pha bàn tán. Hắn tự nhốt mình trong phòng, từ chối gặp cha. Hắn không ăn không ngủ, từ từ thân thể héo mòn, trở nên xấu xí đi. Cũng vì như vậy, hắn đã bắt đầu có khúc mắc với mẹ hắn. Hắn căm ghét con người. Từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu xinh đẹp, trở thành một người khó gần gũi, tính khí khó chịu. Bà đi đi, trước khi tôi làm hại bà. Lạc Trị Ngư đi khỏi căn phòng. Hắn không biết Diệp Lam kia chính là do chấp niệm của hắn tạo ra, hay là linh hồn của bà. Chỉ có điều hắn xưa nay vẫn không hề xuống nước chuyện đó. Hắn vẫn oán hận mẹ hắn như thế. Hận bà tại sao lại ra đi sớm như thế. Hận bà, hắn vẫn chưa được cảm nhận hết tình thương của mẹ. Hận bà bỏ hắn bơ vơ lại giữa hải cung mênh mông lạnh lẽo, khắp nơi toàn là âm mưu tính toán. Lạc Trị Ngư mệt nhoài bước đi. Hắn cứ đi trong vô thức như thế, cho đến khi phía trước hắn có một luồng gió thổi tới. Kỷ Vấn Hạnh, hắn đang chặn trước mắt Lạc Trị Ngư, trên tay còn bế một vũ sơ yến. Vũ sơ yến mặc một chiếc váy trắng, dáng vẻ giống như lúc cô vào dọn đền cho hắn. Chỉ là lúc này sơ yến đầu tóc rối bù, xõa xuống che kín khuôn mặt. Chiếc váy trắng đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Sơ yến! Lạc Trị Ngư trong lòng chấn động. Hắn vươn tay muốn đỡ, sau đó lại nhìn Kỷ Vấn Hành và nghiến răng nói: Kỷ Vấn Hành, ngươi đã làm gì? Em giết cô ta giúp cho anh. Anh trai à, chính là cô ta của kiếp trước đã ăn thịt con cá tinh trộm vẫn ngọc của anh đó. Anh nói xem, nếu như không có cô ta, em làm sao có thể nhốt anh ở trong ngôi đền lạnh lẽo đó qua trăm năm được chứ? Kỷ Vấn Hành trên tay còn dính đầy máu. Hắn đưa tay lên miệng liếm chỗ máu đó, giọng điệu hệt như một tên ma quỷ. Vừa nói xong, hắn đột nhiên cúi xuống, đánh vào sàn nhà một cái thật mạnh. Những thứ hiện hữu trong phòng đều đồng loạt biến mất đi, trải qua một cảnh tượng khác hoàn toàn lạ lẫm. Khung cảnh này chính là làng Vũ Trạch. Trên bờ biển có một cô gái ăn mặc đẹp đẽ đang ngồi bên đống lửa. Những người đàn ông trên thuyền đánh cá neo vào bờ. Bây giờ bọn họ đang ngồi nướng cá. Đám người Lạc Trị Ngư đang đứng rất gần họ, nhưng không có cách nào chạm tới được. Cô gái đó không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy mái tóc rất dài, vừa nhìn đã biết là con nhà quyền quý. Nhưng cái lúc mà dân làng còn có thể đánh cá thì phải hơn 100 năm trước. Thời đó ở làng Vũ Trạch này, nếu có kẻ hầu người hạ, cũng chỉ có nhà họ Vũ mà thôi. Lạc Trị Ngư bị Kỷ Vấn Hành cho xem phim cổ xưa thì khó lòng kiềm được tức giận. Hắn nói: Kỷ Vấn Hành, ngươi muốn làm gì? Anh trai à, bình tĩnh xem đi. Xem bóng cô gái kia có quen hay không? Quen, đương nhiên là quen. Nhưng Lạc Trị Ngư vợ như không hiểu. Hắn hỏi: Muốn gì cứ nói thẳng ra. Là cô ta đó. Cho dù có là tên gì, có mang khuôn mặt nào, thì vẫn chính là cô ta. Người phụ nữ mang trong mình số mệnh cô dâu của hải thần. Theo dài dế, cô ta chính là bà của Vũ Sơ Yên. Đáng lẽ ăn vẫn ngọc đó vào, có thể trường sinh,
nhưng cô ta có mệnh cô dâu, vì vậy âm dương không thể hòa hợp nên đã chết trẻ. Kỷ Vấn Hành vừa nói xong, hắn còn tra vẻ cảm thán mà nói tiếp. Nhưng mà biển cả bao la này cũng thật kỳ diệu. Cho dù cô ta có đầu thai đi đến nơi nào thì cuối cùng vẫn quay lại đây để gặp anh. Lạc Trì Ngư, anh bị số mệnh chơi đùa rồi. Thì thôi cái thối, cáu khóc tàn gà đi. Bất luận như thế nào, cô ta cũng là vợ của ta. Người to gan lắm. Lạc Trì Ngư lao tới, hồng đoạt lại Vũ Sơ Yến. Kỷ Vấn Hành xoay người tránh né đi. Một tay hắn ôm Vũ Sơ Yến, một tay vung trôi đánh vào Lạc Trì Ngư. Anh trai, giả vờ cao thượng cái gì chứ? Em biết anh vô cùng nhỏ nhen, nhưng anh không thể ra tay giết chính cô dâu của mình được đâu. Kỷ Vấn Hành, ngươi điên rồi. Ngươi có biết cái giá khi giết cô dâu của biển cả là cái gì hay không? Lạc Trì Ngư tiến lên một bước, mạnh mẽ nắm lấy đuôi roi của Kỷ Vấn Hành. Kỷ Vấn Hành ném bỏ dây roi, bóp cổ Vũ Sư Yến sách lên. Hắn nở một nụ cười quái dị rồi nói: Anh trai, dù sao anh cũng không yêu cô ta, luyến tiếc làm cái gì? Cô ta đã hết giá trị lợi dụng rồi. Cô ta còn là con người. Anh hy vọng con của anh sẽ đi vào vết xe đổ của anh sao? Đúng vậy, Vũ Sơ Yến là con người. Bởi vì là con người nên sẽ yếu đuối. Một mình hắn chịu nỗi đau mất mẹ đã là quá đủ. Hắn không muốn đau khổ lặp lại. Giết Vũ Sơ Yến, giết Vũ Sơ Yến đi. Trong đầu Lạc Trì Ngư lúc này văng vẳng những lời kêu gọi giết Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến là con người yếu đuối. Vũ Sơ Yến yêu Sơn Thần. Vũ Sơ Yến không xứng làm cô dâu của Hải Thần. Cầm đi, ta bảo các người cầm đi. Những tiếng nói kia đã hành hạ thần kinh của Lạc Trì Ngư. Hắn ôm lấy đầu mình, đôi mắt trở nên xanh thẳm đục ngầu, lẩm bẩm mà nói: Giết Vũ Sơ Yến, giết cô ta đi. Anh trai à, chúc mừng anh cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ. Kỷ Vấn Hành cười lên ha hả, tiếng cười ấy vang vọng cả hải cung. Người khác nghe vào không thể không cảm thấy rùng rợn. Vũ Sơ Yến bị Kỷ Vấn Hành bóp cổ đến chỉ còn chút hơi tàn. Lạc Trì Ngư lúc này gần như hóa điên, khuôn mặt hắn bị bóp méo đến kinh dị. Mà hắn ngay lúc này cũng cảm thấy xung quanh mình mọi thứ dần trở nên méo mó, không ra hình dạng gì. Từng đợt ký ức thi nhau ùa về. Từ lần đầu tiên hắn gặp Vũ Sơ Yến, không biết là lúc nào, cho đến khi gặp lại, một Vũ Sơ Yến tràn đầy sức sống, dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng cố gắng tìm đường thoát thân. Cô gái ấy chưa từng phục tùng số mệnh, dùng chút sức người nhỏ bé nhưng kỳ diệu ấy tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Điều đó như xoa dịu cơn đau của Lạc Trì Ngư lúc này. Trong vô thức, hắn nở một nụ cười. Nhưng ngay sau đó, những ký ức không tốt đẹp cũng hiện lên, lại còn tặng kèm một khoảng thời gian 4 năm Vũ Sơ Yến ở lại ngôi làng này cùng với Tô Mục Dương. Bọn họ hằng ngày cười nói vui vẻ, sau đó yêu nhau, hạnh phúc biết bao. Khoảng thời gian đó Lạc Trì Ngư đang phải chịu đau đớn, bị giam cầm ở trong đền. Hắn đố kỵ đến đỏ mắt. Và nếu như hắn đã không chiếm được cô dâu của hắn, chi bằng giết chết đi. Lạc Trì Ngư xanh mắt đứng dậy, khuôn mặt dần biến thành dữ tợn. Hắn rút cây gậy xương cá ra, chĩa thẳng vào Vũ Sơ Yến. Kỷ Vấn Hành vẫn treo một nụ cười kỳ dị, ánh mắt tím chất chứa một niềm tham lam bất tận, chờ mong Lạc Trì Ngư sẽ ra tay giết vợ của mình. Nhưng ngay lúc Lạc Trì Ngư chuẩn bị đâm vào ngực Sơ Yến, thì quang cảnh Vũ Sơ Yến đỡ đòn cho hắn trên núi Xuyên Mộc khi đó lại hiện ra. Khoảnh khắc Vũ Sơ Yến buông mình rơi xuống biển, Lạc Trì Ngư bàn tay run rẩy, hoàn toàn tỉnh lại. Hắn chuyển dời cây gậy xương cá từ nơi lồng ngực của Vũ Sơ Yến sang yết hầu của Kỷ Vấn Hành, gằn từng chữ mà nói: Vũ Sơ Yến là vợ của ta, bây giờ như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ như vậy.
Nếu như có kẻ nào dám làm hại cô ấy, ta giết không tha. Vũ Sơ Yến lúc này như hồi sinh, những vết máu trên người đã biến mất đi. Cô tỉnh lại, nở một nụ cười cho vòng tay sang ôm cổ Lạc Trị Ngư. Không biết hiện tại thời gian đã qua bao lâu, Lạc Trị Ngư nổi lên mặt hồ phục sinh. Họa Tí vẫn đang canh giữ nhảy lên, liên tục kêu ét ét mấy tiếng. Chùa Thần và Chu Phục Sinh cũng đến, bọn họ đồng quỳ xuống cung kính nói: chúc mừng hai thần diệt mộng thành công, quay lại hải giới. Lạc Trị Ngư mở mắt ra, bước ra khỏi hồ. Điều đầu tiên hắn làm là giáo giác nhìn quanh tìm kiếm. Hai mẫu đâu? Hai thần à, hai mẫu đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài. Ngài bên trong hồ không gặp ngài ấy sao? Chu Phục Sinh giọng nói mang theo một tia kỳ lạ. Có lẽ chỉ có hắn mới nhận ra đó là sự sầu bi. Lạc Trị Ngư quay đầu muốn trở lại hồ Phục Sinh thì đã bị Họa Tí ngăn cản. Chùa Thần vội vã nói: hai thần à, giảng lần không được, ngài không thể vào trong, quá nguy hiểm rồi. Im miệng, Sơ Yến vẫn còn trong đó. Nếu như ta không vào, cô ấy nhất định sẽ không thể ra ngoài được. Chùa Thần quỳ đến trước mặt Lạc Trị Ngư. Ông ôm lấy chân Lạc Trị Ngư khư khư giữ lại, còn không quên nháy nháy mắt với Chu Phục Sinh. Chu Phục Sinh thật sự muốn làm ngư, chỉ tiếc là hắn thân mang trọng trách quá lớn, đành chắp tay nói: hai thần không cần quá lo lắng, thần sẽ cho Họa Tí vào trong xem xét, thăm dò tin tức của hai mẫu. Ta bảo tránh ra. Lạc Trị Ngư trừng mắt quát, nhưng vẫn chưa thấy Rùa Thần ra. Rùa Thần khổ sở nói: hai thần, xin hãy nghĩ cho hải giới. Bây giờ vật tử vụ không biết bao giờ sẽ tấn công, những ngày qua chúng thần sống khổ sở biết là bao nhiêu, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cả. Nơm nớp lo sợ sao? Các cự một đội quân hùng mạnh lại nơm nớp lo sợ sao? Tránh ra. Lạc Trị Ngư lần này vung chân hất hẳn Rùa Thần ra ngoài. Sau đó không ai ngăn kịp, hắn đã nhảy trở lại vào trong hồ. Vũ Sơ Yến lần này tỉnh lại trên núi Xuyên Mộc. Không những vậy, cô còn nằm bên cạnh mộ mẹ của Lạc Trị Ngư. Cô đưa tay bóp trán, cảm giác ngày càng mù mờ, thật thật giả giả, không còn có thể phân biệt được. Tỉnh rồi sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Cô quay đầu, là Tô Mục Dương. Vũ Sơ Yến nhất thời không biết phải đối xử với hắn như thế nào, chỉ im lặng không nói gì. Tô Mục Dương ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cô. Hắn dịu dàng nói: gần đây sao lại ngủ nhiều như vậy chứ? Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không? Vũ Sơ Yến đực mặt ra, đứng hình hết mấy phút. Đầu óc cô đang hoạt động cực nhanh, nhưng vẫn không thể tiếp thu hết được. Sao Tô Mục Dương lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy? Hơn hết, sao cô lại ở đây? Sau khi đầu óc dần trở lại bình thường, Vũ Sơ Yến gạt tay Tô Mục Dương xuống với ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Sơ Yến à, sao hôm nay em lại như vậy? Tô Mục Dương vẫn dịu dàng như cũ, không hề nhận ra một chút tạp chất nào từ trong đôi mắt của hắn. Đôi mắt đẹp ấy bây giờ chỉ đơn giản là buồn trầu, vậy thôi. Vũ Sơ Yến chống tay bò ra xa. Cô nói: ngài mới là người kỳ lạ. Ta đây bây giờ là cô dâu của Hải Thần, chúng ta như thế này là không hợp quy tắc. Giá lại lúc đó ta cầu xin ngài ra tay cứu giúp mẹ ta, nhưng ngài lại không hề thương xót. Ta đã từng nói, sau này gặp lại chính là kẻ địch. Sơ Yến à, em đã quên rồi sao? Chúng ta đã ở bên nhau, em cũng đã tha thứ cho những gì ta có lỗi với em rồi. Im miệng. Nếu ngài cho rằng ta là loại người dễ dãi như thế thì ngài nhầm to rồi.
cho dù ta đã quên chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hai chúng ta căn bản không thể quay về như lúc đầu. Vũ Sơ Yến chặn miệng Tô Mục Dương. Cô vừa nóng xong liền chống tay đứng dậy. Lạc Trì Ngư chết rồi. Vũ Sơ Yến buông tay, ngồi bệt trở xuống. Cô thất thần lấy tay ôm đầu, cố nhớ lại những chuyện cô đã quên. Nhưng sao cho dù có cố nhớ như thế nào, cô vẫn không thể nhớ được. Lạc Trì Ngư chết rồi sao? Cứ không thể nào. Lạc Trì Ngư không thể nào chết được. Vũ Sơ Yến lẩm bẩm. Cô len lén nhìn sắc mặt của Tô Mục Dương, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình thản như vậy, không nhận ra điểm kỳ lạ nào. Vũ Sơ Yến không thể tin bản thân lại có thể hành xử như thế. Nhưng Lạc Trì Ngư đã chết rồi cơ mà. Giá lại cô và Tô Mục Dương đã yêu nhau trước, cô gả cho Lạc Trì Ngư chỉ vì số mệnh thôi. Sơ Yến à, chúng ta về nhà thôi. Nhà? Đâu là nhà của ta? Vũ Sơ Yến vẫn không thể tin được. Cô sờ sờ vào cổ tay của mình, sau đó đột nhiên giật mình nói: vòng tay của ta đâu? Cô đột nhiên cảm thấy như mất đi thứ gì đó thiêng liêng và quan trọng lắm. Tô Bột Dương nắm lấy cổ tay của cô rồi nói: vòng ngọc đã vỡ ra khi Lạc Trì Ngư chết. Em và Biển Cả đã không còn quan hệ gì nữa. Không, không còn quan hệ gì nữa. Sơ Yến lại tự lẩm bẩm. Cô chần chừ một chốc rồi đưa tay cho Tô Mục Dương đỡ dậy. Nhưng ngay lúc này, cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi cô ở phía xa xa. Tiếng gọi ấy hệt như lần đầu tiên Lạc Trì Ngư gọi cô. Cô quay đầu tìm kiếm và nhìn thấy Lạc Trì Ngư đang ở dưới đáy biển. Hắn bị một đám quỷ biển vây quanh mà đánh. Sơ Yến, đi thôi. Tô Mục Dương kéo tay cô, nhưng cô dặn lại. Vũ Sơ Yến không hiểu sao lúc này cô lại lưu luyến như thế. Cô nói: Lạc Trì Ngư, hắn vẫn còn sống. Tô Mục Dương không nói. Phía trước mặt xuất hiện một bóng người xa lạ. Người đó nói: Vũ Sơ Yến, bây giờ hải thần đã không còn khả năng uy hiếp cô. Cô đã được tự do, sao không đi theo tiếng gọi trái tim của mình? Tiếng gọi trái tim mình? Vậy những sinh linh của làng Vũ Trạch phải làm như thế nào? Trông chờ vào Sơn Thần sao? Sơn Thần sớm đã không quan tâm tới bọn họ. Vũ Sơ Yến rút tay mình ra khỏi tay Tô Mục Dương. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng phàm là con người đều sẽ có dục vọng. Đoạn tình cảm mà cô dành cho Tô Mục Dương dài từng ấy năm, cô đã mong chờ biết bao nhiêu. Hay là cô cứ vứt bỏ hết tất cả hận thù vướng mắc mà sống vì bản thân một lần? Nhưng tiếc thay, cô không phải người như thế. Tô Mục Dương vẫn bày ra khuôn mặt buồn bã đó, mà bóng người kia lại nói: cô còn dám nói yêu Sơn Thần sao? Ta thấy cô chính là bị quyền lực ở hải giới che mờ mắt. Cô đã bao giờ can đảm vì tình một lần chưa? Người như cô căn bản không hiểu tình yêu là cái gì. Tình yêu? Tình yêu? Ngươi nói ta mù quáng. Loại tình yêu đó có giúp cho người thân được an toàn hay không? Loại tình yêu đó có giúp được những người đã đặt hy vọng vào mình hay không? Vũ Sơ Yến lạnh lùng nói. Những chuyện đã trải qua trước kia dạy cho cô biết một điều: thứ tình yêu mù quáng đó chỉ khiến cho con người trở nên ti tiện. Thứ tình yêu mù quáng ấy có thể hại bản thân và những người xung quanh mình. Cô không khuất phục số mệnh, cũng đã từng vô số lần cố gắng cải mệnh đi, nhưng điều đó đã làm hại quá nhiều người. Cô không thể biến thành kẻ ngu si không tỉnh ngộ được. Cho dù hiện tại đang là hiện thực hay mộng ảo, cho dù cô đã thực sự quên đi một điều gì đó, nhưng cô tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không có liêm sĩ, tổn hại đến đức hạnh như vậy. Xuất giá theo chồng, chết không hối tiếc.
Câu nói đó của thánh cô vẫn luôn nhắc nhở Vũ Sơ Yến từng giờ từng phút. Bóng người kia bật cười ha hả. Mặt đất bắt đầu trung chuyển, một đoạn nứt ra, tách cô và Tô Mục Dương mỗi người một nơi. Bóng người kia vung tay một cái, Tô Mục Dương bị thứ gì đó trói chặt vào thân cây. Bên dưới biển, Lạc Trì Ngư vẫn đang cố gắng để sống sót. Tình cảnh giống như ngày hôm đó lại một lần nữa lặp lại. Bóng người kia nhìn Vũ Sơ Yến rồi nói: Vũ Sơ Yến, ngươi không biết tình yêu là gì, hôm nay để ta dạy cho ngươi biết. Ngươi dạy ta sao? Ngươi là thứ gì? Ngươi không phải là con người. Ngươi có biết rằng con người là giống loài hiểu rõ về tình yêu nhất hay không? Một bóng người như ngươi cũng đồ dạy loài người tình yêu hay sao? Ngươi đang mơ đó sao? Vũ Sơ Yến chậm rãi đi về phía bóng người đó. Nhưng cô chưa đi được mấy bước đã bị một đám dây trơn trượt và tanh tưởi trói cô vào gốc cây. Vũ Sơ Yến nào có thể dễ bỏ cuộc như thế. Cô nhìn Lạc Trì Ngư đang quằn mình dưới nước. Hắn đang níu kéo sự sống. Chỉ cần hắn chưa chết, vòng ngọc sẽ còn tồn tại. Cô nhắm mắt, dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái, tập trung tinh thần cầu vòng ngọc xuất hiện ra. Vì để che mắt bóng người đó mà cô lại cười ngạo nghễ một cái rồi nói: Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta là cô dâu của Hải Thần, đã gả cho Hải Thần. Bây giờ như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ như vậy. Sống chết theo chồng, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của một con người nên có. Chỉ tiếc bóng người kia dường như đã biết được ý đồ của cô. Nó ra lệnh cho đám dây kinh dị đó càng siết chặt hơn. Bọn chúng không an phận, một vài cái trông như đuôi rắn trườn lên mặt cô, sau đó còn cọ vào. Vũ Sư Yến vừa ngạt thở vừa tổm lộm, cô trừng mắt nhìn cái bóng. Lúc này dưới biển phát ra một tiếng nổ lớn. Vũ Sư Yến chăm chăm nhìn về phía đó. Đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn Lạc Trì Ngư bị một con quái vật có cánh ghê tởm gấp bay lên cao. Phía dưới những đám trâu như bạch tuộc khổng lồ vươn lên họng thanh mồi. Vũ Sơ Yến hít sâu một hơi cho ho khan mấy tiếng. Ngoài kia dường như con vật có cánh đã thua đám trâu bạch tuộc, bây giờ đang thả Lạc Trì Ngư trở xuống. Vũ Sơ Yến vô cùng kích động, cô gục đầu hét lên một tiếng vang vọng. Đám dây trói cô bị vòng ngọc chặt đứt, bọn chúng đang tré lên đau đớn. Một luồng sáng bao quanh Vũ Sơ Yến. Chiếc váy trắng bình thường cô mặc trên người bây giờ biến thành một bộ đồ tơ lụa màu đen, tai đeo trang sức vây thuần lụng, hệt như lúc ở hải cung. Sau khi được thả ra, Vũ Sơ Yến không hề chần chừ, cô chạy thẳng ra mép núi rồi buông mình nhảy xuống biển. Bóng người nọ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Tô Mục Dương, vẻ mặt của hắn giống hệt như cái lúc Vũ Sơ Yến đỡ đòn cho Lạc Trì Ngư. Bây giờ cũng vậy, từ đầu đến cuối cô chỉ quan tâm đến sống chết của Lạc Trì Ngư, không hề quan tâm hắn một chút nào. Vũ Sơ Yến nhảy xuống biển, diệt mộng thành công. Bây giờ cô đang trồi lên mặt hồ phục sinh. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, Chu Mục Sinh đã vội đưa tay ra. Ai mộng, nắm lấy tay của thần. Chu Phục Sinh nếu không phải hắn nghi ngờ hồ nước có vấn đề thì cho dù có cho vàng, hắn cũng không dám bảo Vũ Sư Yến nắm tay mình. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Lúc cô vươn tay ra định nắm lấy tay Chu Phục Sinh thì bất ngờ nghe bên dưới đáy hồ có một giọng nói vang lên. Vũ Sư Yến, ngươi không muốn biết quá khứ của mình như thế nào hay sao? Là ai? Vũ Sư Yến quay đầu nhìn xuống. Mặt hồ yên lặng, không có bất cứ thứ gì ngoài cô. Chú Phục Sinh thấy tình thế không ổn, vội vươn tay tới nắm lấy tay cô. Cảm giác bàn tay của Vũ Sơ Yến mềm mại đến lạ, khiến cho người ta không thể kìm được những suy nghĩ lung tung khi chạm vào nó. Chú Phục Sinh cắn môi kìm nén cơn hồ đồ của bản thân. Hắn vừa kéo Vũ Sơ Yến vừa nói:
Hải Mẫu, không được dao động. Một khi có ý nghĩ gì đó, ngài sẽ bị chính nó kéo lại vào trong hồ. Đã trải qua ba mộng thử thách rồi, nếu rơi lại vào mộng thứ tư, e là có lòng thoát ra được. Vũ Sơ Yên, ngươi hèn nhát trốn tránh như vậy thật hay sao? Giọng nói dưới hồ càng lớn lên, như muốn lấn át Chu Phục Sinh. Vũ Sơ Yến còn nghe thêm những tiếng khóc lóc của phụ nữ và tiếng thở dài của đàn ông. Không được, đây chỉ là ảo giác mê hoặc, cô không thể lại bị những thứ tà môn này kéo trở vào. Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại cho đến khi giọng nói đàn ông thở dài kia vang lên. Trả con cho ta, biển cả, hãy trả con cho ta. Vợ chồng quỷ không mặt. Không phải chứ, sao có thể trùng hợp như vậy? Bọn họ rốt cuộc là ai? Sao lại đòi biển cả trả con lại cho họ? Có khi nào là cha mẹ của những trinh nữ bị hiến tế trước đây hay không? Nhưng nếu như thế, sao lại tìm cô mà đòi kia chứ? Vũ Sơ Yến bối rối không thôi. Cô hỏi Chu Phục Sinh, Ngươi có nghe thấy gì hay không? Hải Mẫu à, đừng nghe. Chu Phục Sinh khẩn trương hét lên. Hắn mau chóng kéo tay Vũ Sơ Yến, nhưng đã quá muộn. Cô cảm nhận được cổ chân của cô như bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào, sau đó dùng lực rất mạnh kéo cô trở xuống. Chu Phục Sinh thất thế, bàn tay Vũ Sơ Yến tuột khỏi tay hắn. Nhìn Vũ Sơ Yến từ từ bị kéo xuống nước, hắn trân trố nhìn theo, vẻ mặt như không thể nào tin nổi. 6 năm trước, Vũ Sơ Yến là một nhà báo du lịch thám hiểm. Cô lên kế hoạch cho chuyến đi đến ngôi làng Vũ Trạch cổ xưa này. Làng Vũ Trạch có tuổi đời rất xưa, là một ngôi làng cổ duy nhất còn tồn tại. Những tập tục và sinh hoạt của ngôi làng đều tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng điều đặc biệt là Vũ Sơ Yến có niềm đam mê bất diệt đối với câu chuyện thần thoại ở ngôi làng này, tập tục xăm hình thuần luồng. Ban đầu cô không hề nói sự thật với hai đồng nghiệp của mình, chỉ có cha mẹ cô biết và ra sức ngăn cản cô. Nhưng Vũ Sơ Yến không chùn bước trước sự ngăn cản đó. Cô cứ thế xách ba lô lên đường. Cô có 3 cái tên. Tên thật sự của cô là Ngô Phương Như, cô gái trong một gia đình kinh doanh khá giả. Ngô Phương Như tốt nghiệp đại học khoa báo chí và đang làm việc tại một tòa soạn nổi tiếng. Sau chuyến đi ấy, cô được báo tử và ở lại ngôi làng Vũ Trạch này với một thân phận mới. Cha mẹ ruột của cô ở thành phố đau buồn tột độ, đau ốm triền miên. Vũ Sơ Yến nhớ lại tất cả, nhớ hết những ký ức của 20 mấy năm sống trên đời. Số phận của cô cũng quá đổi ly kỳ, hệt như một bộ phim dài tập. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng hiện đại, là căn phòng của cô ở nhà trước khi đến làng Vũ Trạch. Cô sợ soạng khắp người, cảm giác vô cùng chân thật. Chẳng lẽ bị quỷ nắm chân một cái là có thể trở về quá khứ sao? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Vũ Sơ Yến nhìn đồng hồ trên bàn bên cạnh giường, là cái ngày của thời điểm 6 năm trước, trước khi cô đến làng Vũ Trạch 1 tuần. Cô tự nắm lấy tóc mình, hoang mang tột độ. Cảm giác không giả tạo một chút nào, đau đến sắp nổ cả da đầu ra, suýt chút nữa thì rụng hết tóc đi. Vũ Sơ Yến nhảy vội xuống giường, tới bàn trang điểm soi gương. Thì ôi thôi, sao cô vẫn mang khuôn mặt của Vũ Sơ Yến thật sự như vậy? Lúc này có người đẩy cửa phòng bước vào trong, là mẹ ruột của cô. Trên tay bà bưng theo một ly sữa. Đây chính là thói quen trước đây của cô, mỗi khi thức giấc đều uống một ly sữa nóng. Trong lòng cô lâng lâng khó tả, cảm giác được quay về trước kia, sống một cuộc sống bình thường thật tốt biết là bao nhiêu. Sơ Yến hả? Sao con lại la hét như vậy? Mới sáng sớm mà tinh thần đã không ổn sao? Có cần đến bệnh viện không? Mẹ cô vừa đặt ly sữa lên bàn đã đưa tay sờ trán cô, lo lắng hỏi.
chỉ có tấm gương kia mới nhìn thấy khuôn mặt của Bổ Sơ Yến kinh hoảng và hoang mang tới mức nào. Rõ ràng cô đã được quay về, nhưng sao cả khuôn mặt và cái tên thì vẫn như thế. Cô đưa tay nhéo nhéo vào mặt một cái rõ đau, sau đó không kiềm được mà la lên: "Sơ Yến à, con bị ốm thật rồi. Để mẹ xem, để mẹ gọi cho Vấn Hạnh đến xem con nha." Mẹ cô lây quay lấy điện thoại di động trong túi ra, rồi ra ngoài gọi điện thoại. Cô vẫn chưa hết đau thì lại phải hú phía một phen khi nghe tới cái tên Vấn Hạnh kia. Cô cố mà nhớ xem trước đây cô có quen ai tên là Vấn Hạnh hay không, nhưng nghĩ mãi, người bạn mà mẹ cô biết chỉ có thể là người bạn trai mai mối kia. Nhưng anh ta đâu có phải tên là Vấn Hạnh. Loại tên kỳ lạ này chắc chỉ có đám thần trong làng Vũ Trạch dùng mà thôi. "Mẹ gọi nó rồi, giao con lại cho nó đó." Vũ Sơ Yến đưa tay ôm trán, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cao độ. Điện thoại di động trên bàn vang lên, là tin nhắn từ một ai đó. Cả tên người gửi và nội dung đều là tiếng Anh. Sơ Yến lúc này chẳng khác gì nhìn thấy cổ ngữ. 5 năm trôi qua, chỉ lo làm sao để tiếp tục sinh tồn, mà ngay cả tiếng mẹ đẻ còn suýt quên mất, huống chi là ngoại ngữ chứ. Không lâu sau có tiếng người gõ cửa. Cô lên tiếng nói: "Mời vào." Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn không thể không thấy sốc. Bởi vì kẻ chữa bước vào không ai xa lạ, hắn chính là Kỷ Vấn Hạnh. Kỷ Vấn Hạnh mặc một bộ đồ hiện đại, tuy nhiên tóc tai thì vẫn như cũ. "Kỷ Vấn Hạnh." Sơ Yến nhìn hắn đang tiến lại gần mình, cô chuẩn bị né ra xa. Nào ngờ hắn có chút không vui nói: "Sơ Yến à, sao em lại tránh anh vậy? Anh là bạn trai của em mà." Vũ Sơ Yến thề rằng dù cho đầu óc của cô có hỏng đi chăng nữa, nhưng vẫn chưa tới nỗi hồ đồ như thế. Người bạn trai mai mối trước đây của cô vốn là một người khác. Đến đây, Vũ Sơ Yến đã biết mọi chuyện rất có thể là do Kỷ Vấn Hạnh phía sau thao túng. Và cô hiện tại không phải được quay về quá khứ, mà vẫn còn ở trong giấc mộng của hộ phục sinh. "Kỷ Vấn Hạnh, ngươi muốn gì?" Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Vũ Sơ Yến, Kỷ Vấn Hạnh bật cười một tiếng rồi nói: "Vũ Sơ Yến, cô thông minh lắm. Ngay cả mộng của hồ phục sinh cũng không thể lừa được cô. Chỉ có điều bây giờ cô đã thoát khỏi Lạc Trì Ngư và được quay về với cuộc sống vốn có trước kia. Chẳng lẽ cô không muốn ở lại đây hay sao? Sống tự do tự tại, còn có một người bạn trai tài giỏi là ta nữa." "Kỷ Vấn Hạnh, ngươi đúng là một tên điên mà. Lạc Trì Ngư nhất định sẽ đến, hắn sẽ không để yên cho ngươi đâu." Vũ Sơ Yến vô cùng e ngại Kỷ Vấn Hạnh. Ở trên người hắn có một loại cảm giác khiến cho cô vừa kinh hãi vừa khinh bỉ. Kỷ Vấn Hạnh dựa người vào thành giường, nhướng mày nói: "Hắn có bản lĩnh đó hay không? Hắn bây giờ đến Vẫn Ngọc còn không lấy lại được, chỉ sợ chưa đến được nơi phải bỏ mạng rồi. Nếu như cô không thích nơi này, chúng ta có thể về vực Tử Vũ. Đám mỹ linh thú ở đó vô cùng thích cô đó." Vũ Sơ Yến đột nhiên tìm thấy một tia hy vọng. Kỷ Vấn Hạnh vẫn chưa biết Lạc Trì Ngư đã lấy lại được Vẫn Ngọc. Nếu như có Vẫn Ngọc, Lạc Trì Ngư có thể đến được nơi này. Cô cảm thấy ở bên cạnh Lạc Trì Ngư còn đỡ hơn. Dù sao hắn cũng không phải loài tàn nhẫn cho lắm. Nhưng Vũ Côn Tộc này, chỉ cần nghĩ đến Kỷ Phương Cơ kia là cô cảm thấy rùng mình rồi. Vũ Sơ Yến cũng giả bộ nghiêm túc suy nghĩ. Kỷ Vấn Hạnh vô cùng vừa ý. Trong tất cả phụ nữ hắn từng gặp qua trước nay, Vũ Sơ Yến là người đặc biệt. Không xinh đẹp, không thông minh, và cũng chỉ là một người tầm thường. Nhưng người phụ nữ này thực sự rất biết cách để sống sót, hành xử lý trí và rất biết thức thời. Kỷ Vấn Hạnh xưa nay không thích động binh đao cho lắm. Một khi hắn giữ được người phụ nữ này trong tay,
không sợ không lật đổ được Lạc Trì Ngư. Vũ Sơ Yến suy nghĩ một lúc, cô không cảm thấy chống cự bây giờ là khôn ngoan. Cô lại bàn ngồi xuống chải tóc, sau đó trang điểm đơn giản. Kỷ Vấn Hành nở một nụ cười khó đoán, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lại nói ở Hải Cung lúc này loạn thành một mớ, thần rùa như ngồi trên đống lửa. Chu Phục Sinh mặt mày xám ngoét ngồi canh giữ bên cạnh Trì. Mấy ngày trôi qua, Lạc Trì Ngư đi ra khỏi hộ. Chu Phục Sinh vừa nhìn thấy hắn đã vội quỳ xuống nhận tội. Lạc Trì Ngư cau mày, chống ngực đập nhanh hơn một nhịp. Hắn cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện không hay rồi. Phá hộ. Lạc Trì Ngư trầm ngâm mấy phút, sau đó đưa ra một quyết định khiến cho cả Hải Cung sợ hãi. Chu Phục Sinh quỳ không đứng dậy. Thần rùa vừa vào tới thì gần như sắp ngất tới nơi. Ngay cả Hỏa Tí cũng như cảm nhận được mà nhảy xung quanh kêu lên en ét. Hải Thần à, dặn là không được. Hồ Phục Sinh này rốt cuộc cấu tạo như thế nào? Ngay cả Thần và Hỏa Tí cũng không biết được. Lại nói nó nằm ở vị trí chủ chốt của Hải Cung. Nếu như một khi phá hỏng đi thì cả Hải Cung này đều sẽ bị lung lay. Đến lúc đó chỉ sợ không cứu được Hải Mẫu, mà ngay cả cục diện cũng không thể dặn xếp được. Lạc Trì Ngư quay đầu nhìn Chu Phục Sinh đang nói, tâm tình hắn phức tạp. Tất cả những gì Chu Phục Sinh nói không phải hắn không hiểu, nhưng hắn thực sự khẩn trương. Vũ Sơ Yến đã ra khỏi được Hồ Phục Sinh thì nhất định cô đã có câu trả lời mà hắn muốn. Hắn biết rất rõ cái cảm giác bị giam hãm, bởi vì hắn đã từng bị như thế. Cảm giác đó ngay cả hắn là thần mà gần như còn cảm thấy quá đau đớn. Vũ Sơ Yến chỉ là một con người bình thường, cô làm sao có thể chịu đựng được những khổ sở như vậy? Vậy ngươi có cách gì? Lạc Trì Ngư cuối cùng cũng kiềm hãm được cơn thịnh nộ của bản thân. Chu Phục Sinh nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng cũng không thể nhẹ nhõm hơn chút nào mà nói: Thần có thể ở lại đây quan sát, những chuyện bên trong hồ mặc dù thần không thể biết hết được, nhưng ít ra vẫn sẽ can thiệp được một chút. Nhìn Lạc Trì Ngư giận dữ bỏ đi, Chu Phục Sinh và rùa thần thở phào ra. Bọn họ thật sự cũng là xui xẻo quá mức, vừa tìm được một hải thần vậy thì lại mất tích đi một hải mẫu. Rùa thần cảm thấy tóc của ông đã bạc đi không ít, cảm thấy ngày gần đất xa trời cũng sắp đến rồi. Chỉ là sợ một khi ông không còn ở đây nữa, ai sẽ thay Lạc Trì Ngư dọn dẹp đống tàn cuộc ở hải giới này đây? Vũ Sơ Yến ở trong mộng của Hồ Phục Sinh cùng Kỷ Vấn Hành. Cô rất an ổn, ăn và ngủ cũng rất được, tạm thời hồi phục sức khỏe, cũng khiến cho Kỷ Vấn Hành không nghi ngờ mình. Dù gì thì Vũ Sơ Yến cũng không dám ra ngoài. Ở trong loại mộng kiểu này, kiểu gì cũng sẽ gặp mấy loại ma quỷ đáng sợ. Kỷ Vấn Hành không hay lui tới, chỉ có Vũ Sơ Yến ở lại trong nhà, mà cha mẹ và người giúp việc đều đã đi du lịch hết. Vài ngày đầu cô còn có chút vui vẻ vì tìm lại được cảm giác của ngày xưa. Nhưng vài ngày sau đó, cô bắt đầu buồn bã chán nản. Nhớ lại khoảng thời gian ở làng Vũ Trạch, nhớ những người dân làng hiền lành tốt bụng, nhớ nhà họ Vũ, thậm chí nhớ cả Hải Cung có Lạc Trì Ngư. Đêm đến, Vũ Sơ Yến ngồi tựa vào thành giường, đốt sáng đèn rồi đọc một quyển sách. Ban đầu chính là đọc một quyển sách dạy cắm hoa bình thường, nhưng sau một lúc lại trở thành nội dung của một câu chuyện ma quỷ. Cô giật bắn mình, gấp lại xem ngoài bìa thì thấy một quyển truyện ma quái xa lạ. Cô ném nó lên bàn, rồi lần mò trên giá sách lấy một quyển khác. Kết quả là vẫn là nội dung như thế. Lúc này cô mới cảm thấy được bất thường. Cô nhìn sang giá sách, vạch từng cuốn xem thì giật mình, bởi vì tất cả các quyển đều giống nhau. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô cảnh giác từ từ quay đầu, khẩn trương nhìn về phía đó. Nếu như bình thường thì hẳn là không có vấn đề gì, nhưng ngay lúc nhạy cảm này thì thật sự không ổn.
Tiếng gõ cửa ấy cứ gõ được hai cái rồi lại ngưng, sau đó lại gõ tiếp hai cái. Sau khi gõ cửa một lát thì có tiếng bước chân lộc cộc đi qua đi lại. Cô nhìn xuống sàn nhà, rõ ràng sàn nhà từ trong phòng ra ngoài hành lang đều lót thảm nhung, căn bản là không thể nào phát ra tiếng bước chân cộc cộc như vậy, trừ khi kẻ đang đi ngoài kia quả thật không phải con người bình thường. Tiếng bước chân kia đang đi rất có luật lệ thì đột nhiên nó ngừng lại. Sơ Yến cảm thấy không ổn, vì lúc này đèn trong phòng lần lượt tắt hết cả đi, xung quanh nhanh chóng rơi vào bóng tối. Cô từ từ đưa tay qua cầm chiếc đèn ngủ lên tay. Tiếng cót két trục trịch trên cánh cửa như tra tấn thần kinh của cô. Chỉ là qua một lát vẫn không có chuyện gì xảy ra, tiếng cót két kia cũng đã dừng lại. Cô lần mò xuống giường, vừa di chuyển vừa không ngừng dán mắt vào cánh cửa mà quan sát, trón trén đi tới phía cánh cửa. Cô nhất định phải xem thử bên ngoài kia rốt cuộc là thứ gì để còn đối phó. Nhưng cô còn chưa kịp mở cửa ra thì một tiếng ré vang lên. Phía bên ngoài cánh cửa có hàng ngàn tiếng ồn ào giống như một bữa tiệc lớn. Máu tươi từ trên trần nhà rơi xuống ướt cả mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, trên trần hoàn toàn tối mịt. Cô khịt mũi, cố nhịn cơn buồn nôn xuống rồi ném cái đèn bàn lên trên trần nhà. Mặc dù không biết như thế nào nhưng ném rồi cô mới thấy hối hận. Vũ khí duy nhất để phòng thân mà lại ném thí tới như vậy. Cái nào cả gan, ta là cô dâu của Hải Tận, các người khôn hồn thì mau cút đi. Cô chỉ đành như thế thôi. Dù không biết kỹ vấn hạnh kia làm như thế nào lại điều khiển được mộng của hồ phục sinh, nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn chưa ra được khỏi hồ, vì vậy có lẽ chiêu bài hù dọa này vẫn còn dùng được. Ai mà ngờ chiêu này dùng không được còn bị phản tác dụng. Vũ Sơ Yến nhanh chóng bị thứ gì đó quất ngã vào cánh cửa. Lực ngã của cô có thể khiến cánh cửa đóng chặt như vậy mở toang ra. Cô bị văng hẳn ra ngoài. May mắn là sàn nhà lót bằng thảm nhung, cho nên lúc ngã không tới nỗi đau lắm. Nhưng cô vẫn còn chưa kịp tỉnh táo mặt mũi sau cú ngã, đã bị một đám trắng trết bò vào khắp người. Những con trắng đó giống như khắp thân đều mọc chi chít tay chân. Cô cảm thấy đã bị hàng ngàn tay chân dẫm lên người của mình. Loại tra tấn này lần đầu mới được cảm nhận, nhưng dù sao Vũ Sơ Yến cũng nhắm mắt nhắm mũi ra sức bò lê ra ngoài. Sau khi không còn cảm thấy bị bọn chúng tấn công nữa, cô mới từ từ mở mắt ra. Hành lang tối om giờ đây im lặng như tờ, không có một cái thứ gì khác ngoài cô. Vũ Sơ Yến lấy hơi lên thở dốc, hai tay vuốt lên mặt cố trấn tĩnh. Mị linh thú, những đốm sáng chi chít từ bên ngoài bay vào, là một con mị linh thú. Vũ Sơ Yến kỳ thực không sợ con vật này, nhưng cô sợ kẻ phía sau nó hơn. Mị linh bay nhẹ nhàng và đẹp mắt, từ từ đậu trên cánh tay của cô. Nó vừa đậu xuống, phía ngoài màn đêm tối tăm đang đến gần, một tiếng bước chân nặng nề. Ánh sáng trên người mị linh thú vừa đủ dùng để khiến cho cô sợ hãi. Thứ đang nặng nề đi dạo kia có hình thù kỳ dị, thậm chí tới khuôn mặt cũng không thể tả nổi. Ngay lúc này cô đột nhiên nhớ lại Lạc Trị Ngư từng nói kỹ vấn hành mở được cấm chú gì đó và nuôi quỷ ở vực tử vụ. Không lẽ nào đây chính là một trong những loại quỷ mà kỹ vấn hành đã nuôi sao? Kỹ vấn hành muốn đối phó với cô dễ như trở bàn tay, sao lại phải nhọc công dắt thêm một con quỷ tới chứ? Tiếng con quỷ gầm lên, lực gầm của nó tự như muốn khiến cho cô bị thổi bay. May mà có mị linh thú giúp đỡ nên cô mới có thể ngồi vững. Con quỷ vừa gầm lên đã nhìn thấy cô. Hai mắt nó đỏ ngầu như máu, khuôn mặt đáng sợ, hưng phấn tột độ đang lao về phía này.
Phản ứng đầu tiên của cô là chạy trở vào trong phòng ngủ. Ai ngờ vừa chạy được hai bước đã bị con quỷ kéo chân nắm lại. Sở Yến té sấp mặt xuống đất. Cô nhanh chóng lăn lại để nhìn con quỷ. Con quỷ một tay siết chặt lấy cổ tay của cô, lôi về phía nó. Tay còn lại hung hăng xé quần áo trên người cô đi. Sở Yến cả kinh, không dám tưởng tượng ra kẻ phía sau sai khiến con quỷ. Cô nghĩ thầm trong lòng, nếu như Kỷ Vấn Hành dám làm như thế, cô nhất định sẽ khiến Lạc Trị Ngư giết hắn ngay lập tức. Nhưng cơn tức giận cũng chỉ được như thế. Lúc này cô còn bận sợ hãi đây. Nguyên tắc của vụ Sơ Yến là không bỏ cuộc. Dù chỉ có một tia hy vọng mỏng manh như sợi chỉ thôi thì cũng phải bám lấy. Nhưng lúc con quỷ còn đang bận trộn xé quần áo của mình, cô hai tay bò trườn về phía sau. Ngay lúc này đây, cô cũng chỉ có thể gọi tên một người. Lạc Trị Ngư, cứu ta! Vũ Sơ Yến dù biết là gọi trong vô vọng, nhưng cô vẫn hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy được. Soảng một tiếng, nghe con quỷ gầm lên đau đớn. Hóa ra là cánh tay đang xé quần áo Vũ Sơ Yến của nó đã bị thứ gì đó chặt đứt lìa đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cây trượng như phát sáng, dính đầy máu me. Người cầm trượng vừa rút trượng lên lại dùng nó đánh mấy đòn với con quỷ. Con quỷ vô cùng yếu thế với sức lực của người đó nên nhanh chóng bị đâm vào yết hầu mà chết. Mị Linh Thú vỗ cánh bay đi, vừa bay vừa kêu tre ré như đang cảnh báo cái gì đó. Tiếc là nó chẳng bay được xa thì cũng bị chĩa trên cây trượng. Lúc này đèn trong căn phòng mới bừng sáng lên. Người cầm trượng kia không ai xa lạ, chính là Chu Phục Sinh. Chu Phục Sinh không bỏ sót chút manh mối nào, hắn quay đầu chạy ra ngoài. Vũ Sư Yến mau chóng đứng dậy, kéo cái áo vẫn chưa rách nát mà chạy theo Chu Phục Sinh. Có Chu Phục Sinh ở đây, cô không tin lại có kẻ làm hại được cô. Đứng lại! Chu Phục Sinh vừa chạy được một đoạn thì hét lên, kèm theo một cú đập trượng vào tượng, khiến cho nó kêu đến ván cả tay. Vũ Sư Yến chạy tới, cô thở hì hụi hỏi: Là cái nào vậy? Chu Phục Sinh vẫn đang đuổi theo cái vệt nước nhầy nhụa dưới nền nhà ngoài hành lang. Hắn nói: Lộc Nhung sao? Giang Phi sao? Không hiểu sao khi nghe Lộc Nhung xà thì cô lại nghĩ ngay đến Giang Phi. Nghe đến đây, cô đột nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, chạy vụt qua mặt Chu Phục Sinh. Chỉ tiếc là cho dù có chạy tới cuối hành lang đến ban công thì cũng không đuổi kịp. Khi cô vừa đến thì cái bóng đỏ của Giang Phi đã nhảy khỏi và quất bóng đi. Vũ Sơ Yến dậm chân, tức tối liên tục lấy tay đập vào lan can. Giang Phi, con rắn cái đó cô không hề đắc tội, nhưng lại liên tục hại cô và người thân của cô. Vũ Sơ Yến nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định sẽ giết Giang Phi để báo thù. Chu Phục Sinh đuổi đến, hắn vội khơm người nói: Hạ Tần đến trễ, hai mẫu không sao chứ? Vũ Sơ Yến bất lực, níu kéo mảnh áo đã rách tan hoang, lắc đầu nói: Không sao, nhưng sao ngài lại vô đây được? Chu Phục Sinh không dám nhìn thẳng, hắn cúi đầu biến ra một chiếc áo khoác tơ lụa màu đen đưa cho Sơ Yến. Đoán chừng cô đã mặc vào xong, hắn mới ngẩng đầu. Đây là Hồ Phục Sinh, Hạ Thần vẫn có thể can thiệp được trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần hai mẫu ở lại trong ngôi nhà này, Thần đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho ngài. Quả nhiên vẫn là ở trong Hồ Phục Sinh. Sơ Yến lại hỏi: Lạc Trị Ngư đâu? Ngài không sao chứ? Chú Phục Sinh là người thật thà, rành mạch nói: Hải Thần đã ra khỏi hồ một lần, sau khi nghe tin hải mẫu vẫn còn ở trong hồ thì đã vào lại một lần nữa. Kết quả sau khi ngài ấy ra, đã biết tin hải mẫu bị kéo vào mộng thứ tư thì vô cùng tức giận muốn phá hồ đi. Sau đó thì sao? Vũ Sư Yến cảm thấy bản thân cũng không quá thiệt thòi. Dù sao sự có mặt của cô
cũng ảnh hưởng đến Lạc Trị Ngư. Chú Phục Sinh bước ra ngoài lan can, nhìn bầu trời hư ảo đen kịch, hắn trầm ngâm nói: sau khi khuyên bảo, ngài cũng tạm nguôi giận rồi. Sơ Yến nhìn theo ánh nhìn của chú Phục Sinh. Khoảng cách của bọn họ không xa lắm. Chú Phục Sinh cố ý né qua một chút, nhưng sau đó lại cứ len lén nhìn cô. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, lần đầu tiên hắn tò mò về một người phụ nữ. Nhưng sau khi cơn tò mò đó qua đi, hắn vẫn nhớ nhiệm vụ quan trọng của mình: sống làm người bảo vệ Lạc Trị Ngư, chết làm ma bảo vệ Lạc Trị Ngư. Chỉ có điều, giá như hắn có thể chết đi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Hắn cứ sống mãi như thế, không sinh không diệt, một kẻ không có quá khứ và cũng không cần biết tương lai. Hắn chỉ là một vị tướng chỉ biết chấp hành mệnh lệnh một cách nhanh chóng nhất, vậy thôi. Đến một lúc nào đó, hắn có ngủ uẩn, biết đến tình yêu. Nhưng liệu khi ấy, có ai để ý đến những điều đó hay không? Chú Phục Sinh à, ngài có cách nào đưa ta rời khỏi đây hay không? Câu hỏi của Vũ Sơ Yến cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của chú Phục Sinh. Trong mắt hắn có chút buồn bã, quay lại nhìn cô mà nói: không có, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đến lúc nào đó thích hợp, hải thần sẽ đến cứu người. Chú Phục Sinh nhón người lên lan can, còn quay lại nhìn Vũ Sơ Yến một cái: hai mẫu à, trời sắp sáng rồi, thần phải quay về. Quả nhiên sáng hôm sau, Kỵ Vấn Hành đến rất sớm. Vũ Sơ Yến đem chiếc áo khoác tơ lụa màu đen mà chú Phục Sinh đưa cho cô giấu vào tận dưới đáy tủ. Kỵ Vấn Hành vừa xuất hiện bên trong phòng đã gặp Vũ Sơ Yến muốn thay quần áo. Cô không vui nói: Kỵ Vấn Hành, ngươi không có phép lịch sự hay sao? Kỵ Vấn Hành không quan tâm tới câu nói kia, hắn dội đôi mắt màu tím biếc như muốn nhìn thấu lấy cô. Vũ Sơ Yến biết hắn đang muốn làm gì, cô nói: người của ngài á, thật biết làm việc mà, dám trộm quỷ của ngài đến đây để giở trò với ta. Kỵ Vấn Hành có chút nghi ngờ nhìn cô, dù sao cô cũng không phải lần đầu tiên giở trò. Vũ Sơ Yến không muốn nói nhiều, cô trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ngươi xem, ta có nói điều hay không? Kỵ Vấn Hành nhìn bộ mặt chắc chắn của Vũ Sơ Yến thì cũng trảo bước nhanh ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, mày của hắn câu lại gần sát vào với nhau. Đôi mắt màu tím kia hiện lên một tia kỳ lạ. Đúng là một trong những con quỷ mà hắn đã dùng cấm chú để nuôi đang nằm chết tốt ở dưới đất. Bên cạnh còn có thêm một con mị linh thú. Nhưng kỳ lạ là hắn không thể nhận ra kẻ nào đã giết bọn chúng. Kỵ Vấn Hành vẻ mặt hoài nghi, nhưng lại không tiện hỏi rõ. Vũ Sơ Yến cũng không muốn đêm dài lắm mộng, cô đưa ra một lời đề nghị táo bạo: Kỵ Vấn Hành, chúng ta đến vực tử vụ đi. Ừ, sao cô lại thay đổi quyết định? Kỵ Vấn Hành không tin người phụ nữ dối trá này lại không có âm mưu gì. Vũ Sư Yến lắc đầu nói: ta buồn chán cái nơi không có bóng người này rồi. Còn có, nếu như đêm nào cũng bị quỷ của ngươi đến giở trò đòi bại với ta, ngươi nghĩ sao về điều này? Đương nhiên là Kỵ Vấn Hành không tài nào chấp nhận được. Nếu như Vũ Sư Yến là người phụ nữ của hắn, hắn nhất định sẽ kích động mà giết sạch bọn quỷ kia. Còn nếu Vũ Sư Yến là người của Lạc Trị Ngư, thì ngày hắn lợi dụng cô sẽ không thành công được, thậm chí có thể bị tên điên là Lạc Trị Ngư băm sống nữa. Dù sao Vũ Sơ Yến bây giờ nhất định phải được hầu như tiên. Kỵ Vấn Hành nở một nụ cười, nhìn mớ tóc đang nằm loạn xạ trên mặt của cô. Với một kẻ yêu cái đẹp như hắn, đương nhiên không vừa mắt, nên tiện tay mà chỉnh lại. Nhưng không ngờ lại bị Vũ Sơ Yến không nhân nhượng gạt xuống. Cô lạnh giọng nói: Kỵ Vấn Hành à, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không đến lượt ngươi động tay động chân đâu. Ta dù sao cũng là chị dâu của ngươi, nếu như không muốn bị Lạc Trị Ngư phanh thây á, thì chớ dại mà động cho ta.
Kỷ Vấn Hành đưa Vũ Sơ Yến về vực tử vụ. Lúc đi ngang qua đám trần đầu tiên mà Mị Linh Thú ở, tuy rằng mọi thứ đều giống nhau, nhưng cô lại không cảm thấy như thế. Thấy cô khựng lại, Kỷ Vấn Hành hỏi: Sao vậy? Đây là đâu? Vực tử vụ. Không đúng, đây chỉ là mộng trong hộp phục sinh. Bất quá nó giống với vực tử vụ mà thôi. Cô cũng không hiểu vì sao lại có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường như thế. Kỷ Vấn Hành dừng chân, bật cười nói: Vũ Xuyên, cô ngày càng khá hơn rồi đó. Thấy cô im lặng, Kỷ Vấn Hành nói thêm: Cho nên cô đừng mơ sẽ trốn về Hải Cung được. Cô nên yên phận đi ha, chị dâu. Kỷ Vấn Hành nhấn mạnh hai từ chị dâu. Vũ Sơ Yến dù sao cũng không nghĩ sẽ trốn vậy, nên cô cũng không quá để ý. Lạc Trị Ngư có về làng Vũ Trạch thăm ông Vũ Nhị một lần. Quan hệ của bọn họ được cải thiện rất nhiều. Dân làng không thấy mặt của Lạc Trị Ngư, bọn họ vẫn cho rằng vị hải thần kia trông thật sự rất đáng sợ. Vũ Nhị đã quay về nhà, mọi thứ cũng dần ổn định trở lại. Lạc Trị Ngư không dám nói Vũ Sơ Yến bị giữ lại trong hồ phục sinh. Khi được Vũ Nhị hỏi, hắn chỉ nói là cô vẫn đang dưỡng bệnh, vì không yên tâm mà nhờ hắn chỉ hỏi thăm ông. Lạc Trị Ngư là thần, hắn xưa nay chỉ được người khác dâng hương cho mà thôi. Nhưng nay hắn lại đến bàn thờ thắp cho Trận Tuyết một nén nhang. Vũ Nhị và Thánh Cô có mặt ở đó cũng một phen kinh hãi. Nhưng bọn họ có suy nghĩ rằng Vũ Sơ Yến ở Hải Cung nhất định được đối xử không tệ. Lạc Trị Ngư tính tình kỳ lạ, hắn cũng không thèm giải thích về việc khiến tế trên nữ kia. Thánh Cô muốn nhân lúc tình hình êm đẹp này mà hỏi một chút, nhưng bà nghĩ lại chuyện gì qua rồi thì nên để cho nó qua. Dù sao từ nay cũng không cần phải hiến tế nữa. Chỉ là bà dù có bấm khỏe tính như thế nào cũng không thể hiểu được vị hải thần này. Trước đây lúc hắn còn ở trong ngôi đền kia, bà quả thật đã cảm nhận được cái mùi hung ác của hắn. Nhưng hiện nay mùi hung ác kia không còn nữa. Không biết liệu có phải Vũ Sơ Yến đã cảm hóa được hắn hay là không. Lúc Lạc Trị Ngư chuẩn bị về hải giới, hắn đã cảm nhận được mùi của Tô Mục Dương. Sau đó còn có thêm một mùi của xà tộc. Nhưng Lạc Trị Ngư không để tâm lắm. Hắn bây giờ vẫn còn hàng tá thứ phải giải quyết, cộng thêm nghiên cứu các loại sách cổ, xem có cách nào cứu Vũ Sơ Yến ra hay không. Vì vậy hắn cũng không định gặp Tô Mục Dương mà đi thẳng về hải giới. Ngay lúc này, trăng đã nhô lên cao. Dưới ánh trăng xuất hiện một bóng phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng trên bờ biển. Cô ta nhìn theo bóng dáng của Lạc Trì Ngư rồi cười lên một cách đầy khinh bỉ. Đúng là loại trắng cái, lẳng lơ thì không ai bằng. Đoán chừng bây giờ cô ta đang mơ tưởng tới cảnh leo lên giường Lạc Trì Ngư, nghĩ tới cảnh hắn phải cung phụng hầu hạ cô ta như thế nào. Chỉ sợ một khi Lạc Trì Ngư biết được cô ta đang nghĩ những thứ ghê tởm đó, hắn sẽ giết cô ta ngay rồi mới giải quyết chuyện quan trọng sau. Bẩn thỉu! Một giọng nói nho nhã vang lên ở phía sau gian vi. Cô ta quay lại, hóa ra trong giọng nói nho nhã ấy chứa đầy sự miệt thị, mà chỉ cần nhìn mặt chính chủ là biết ngay. Tô Mục Dương vẫn là Tô Mục Dương, lưng đeo gùi tre trái cây xuống núi cho dân làng. Nhưng bộ dạng thần núi của hắn thật không lẫn đi đâu được. Khi đọc được suy nghĩ của ta sao? Chàng Vì thoáng ngạc nhiên. Ta đang rất hối hận khi phải nghe tới những suy nghĩ bẩn thỉu ấy. Xà tộc đúng là loài lẳng lơ hạ tiện. Từ nay đừng bao giờ đánh đồng với hồ ly. Nếu không ta sẽ lột sạch da người đó. Tô Mục Dương, ngươi dám nói với ta như vậy? Ngươi không biết người chống lưng của ta hiện tại là ai sao? Chàng Vì không giấu nổi vẻ tức giận. Trong bộ dạng mắng người mà cũng không quên sự lẳng lơ kia của cô ta, Tô Mục Dương thực sự muốn nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày ra ngoài. Kỷ Vấn Hành sao? Nếu như ta sợ hãi bọn chúng
thì đã không làm sơn thần nhiều năm như vậy. Vẻ mặt Tô Mục Dương không có vẻ gì là bất ngờ. Giang Vi cảm thấy có chút e dè với sơn thần này. Trước đây khi Tô Mục Dương đuổi Lộc Nhung Xà khỏi núi Xuyên Mộc, Giang Vi còn chưa được sinh ra. Nhưng cô ta vẫn ngây thơ cho rằng Tô Mục Dương này là một thư sinh, chắc chắn rất dễ bắt nạt. Chỉ là nghe qua những chuyện mà hắn đã làm và bộ mặt vô hại đó thì đúng là khiến cho người khác phải hoang mang. Giang Vi lùi lại mấy bước rồi hỏi: Sơn thần, hôm nay ngài đến tìm ta có việc gì? Giang Vi không tự cho mình là thông minh, chỉ là cô biết Tô Mục Dương sẽ không tự dưng xuất hiện trước mặt cô đâu. Tô Mục Dương vẫn bất động tại chỗ. Hắn nói: Nghe nói người đưa quỷ lên bờ, sau đó giết mẹ của Vũ Sĩ. Giang Vi đổ mồ hôi lạnh. Cô ta nắm chặt bàn tay, cắn môi nói: Không phải lần này ngài không can thiệp vào hay sao? Ngươi cho rằng ta thành phế vật rồi. Giang Vi à, ngươi nhớ cho kỹ, trên mảnh đất này là địa bàn của Tô Mục Dương ta. Ngươi bỏ đến đã thắp hương xin phép ta hay chưa? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi có dựa vào kẻ nào đi chăng nữa, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tô Mục Dương chậm rãi nói ra từng chữ. Giọng nói đó vẫn vô hại như vậy, nhưng Giang Vi nghe thật sự rất có ý. Bởi vì cô ta thật sự đã phạm vào luật, đặt chân lên đất của sơn thần. Bây giờ cô ta đang rất hối hận, vì sao lại lên bờ làm gì để gặp phải Tô Mục Dương kia chứ. Cô ta và người phụ nữ ta giết hoàn toàn không có máu mủ gì. Nay cô ta đã nhớ lại tất cả, ngài nghĩ cô ta sẽ báo thù vì một kẻ xa lạ hay sao? Giang Vi cố nói ra tin này mà Tô Mục Dương quả thật có thoáng chút giật mình, nhưng nét mặt ấy của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Hắn nói: Ngươi cho rằng ai cũng máu lạnh như xà tộc các ngươi hay sao? Cô ấy là một người hiền lành, là con người chảy dòng máu nóng. Còn ngươi, ngươi quả thật là kẻ đáng chết. Giang Vi đột nhiên ngã xuống đất, đưa tay ôm ngực nói: Ngài giết ta đi. Giang Vi không biết trong đầu đã bị chập mạch nào mà lại làm như thế. Tiếc là Tô Mục Dương giờ này không còn thương hoa tiếc ngọc gì nữa. Hắn vốn chỉ định cảnh cáo Giang Vi, nào ngờ cô ta lại càng làm cho hắn thấy bẩn mắt. Ta giết ngươi sao? Giết ngươi thì dễ dàng cho ngươi quá rồi. Tô Mục Dương nhanh như một cơn gió. Giang Vi còn không kịp nhìn hắn di chuyển, đã bị bóp cổ xách hỏng chân lên. Lực bóp của Tô Mục Dương chỉ vừa đủ đã khiến Giang Vi tái cả mặt mũi đi. Khuôn mặt cô ta vốn bị Kỷ Vấn Hành làm trách đi một đường, vết trách đó bây giờ để lại sẹo rất đáng sợ. Cho dù cô ta có trát bao nhiêu phấn lên thì nhìn gần vẫn sẽ rõ mồn một ra. Đặc biệt qua đôi mắt của Tô Mục Dương, trong ánh trăng còn trở nên đáng sợ hơn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 6 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.